Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với OTalk, bản tin kinh tế tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có các thông tin tiêu điểm như sau: nguy cơ dòng FDI chất lượng thấp chảy vào Việt Nam, mức tăng của Wall Street sau khi Biden thắng cử cao nhất 60 năm, ông Trung mất 500 triệu USD sau 4 năm cầm quyền, chứng khoán châu Á lập đỉnh theo Mỹ, giá vàng thế giới tăng vọt nhờ kỳ vọng vào Biden. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo báo cáo vừa được công bố bởi nhóm chuyên gia của CIEM cho thấy, trong giai đoạn 2010-2019, trong các quốc gia thuộc ACEP thì Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, chủ yếu là Singapore và Trung Quốc là 4 đối tác đầu tư chính vào Việt Nam. Vốn đầu tư từ các quốc gia phát triển như Úc và New Zealand còn rất khiêm tốn. Tính chung, cho cả giai đoạn 2010-2019, lượng vốn FDI đăng ký từ khối ACEP chiếm tới 65,7% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Mặc dù thu hút dòng vốn FDI lớn từ các nước trong ACEP, tuy nhiên, thời gian qua, không ít dự án được một số nước ở khu vực ACEP có gây ra lo ngại về chất lượng đầu tư như về phương diện môi trường, xã hội. Nếu không quyết liệt sàng lọc và chỉnh đốn, Việt Nam có nguy cơ sa lầy trong các dự án FDI sản xuất các sản phẩm thô, sơ chế đơn giản với giá trị gia tăng thấp, với quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, năng lực cạnh tranh yếu và nhiều rủi ro, báo cáo của CIEM bày tỏ. Tiếp theo, đến với các thông tin kinh tế tài chính thế giới. Mức tăng của Wall Street sau khi Biden thắng cử cao nhất 60 năm. Chỉ số S&P 500 đã tăng 13%, kể từ ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đến hết 19 tháng 1, một ngày trước khi ông Biden làm lễ nhậm chức. Số liệu của CFAA Research cho thấy mức tăng 13% là mạnh nhất đối với diễn biến thị trường sau bầu cử trong lịch sử Mỹ hiện đại. Xếp thứ hai là thời điểm cuối năm 1960, đầu năm 1961, với S&P 500 tăng 8,8% sau khi John F. Kennedy giành chiến thắng trước Richard Nixon. Đà tăng khi đó tiếp tục kéo dài trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông lên thêm 8,9%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần phân biệt rõ diễn biến thị trường hậu bầu cử không nhất thiết là những gì sẽ diễn ra suốt cả năm sau đó. Nói cách khác, năm nay có thể sẽ rất biến động. Dù vậy, trong báo cáo, chiến lược gia đầu tư Sam Stovall của CFAA Research cho rằng các đợt giảm có thể sẽ rất ngắn thôi và sẽ diễn ra đủ sớm để thị trường có thời gian phục hồi, thậm chí lên cao nữa. Ông Trump mất 500 triệu USD sau 4 năm cầm quyền. Theo Bloomberg, cựu Tổng thống Donald Trump hiện sở hữu tài sản 2,5 tỷ USD, giảm khoảng 500 triệu so với thời điểm ông lên nắm quyền vào năm 2017. Theo báo cáo công khai tài chính gồm số liệu của năm 2020 và 20 ngày đầu của năm 2021, tổng thu nhập của ông Trung giảm xuống khoảng 273 tới 308 triệu USD. Trong bản công khai tài chính đầu tiên vào năm 2017, ông Trung báo cáo thu nhập hơn 528,9 triệu USD trong 15,5 tháng, bao gồm 3 tháng đầu tiên giữ cương vị tổng thống. Tính chung, tổng giá trị tài sản từ các cơ sở kinh doanh của ông Trung được báo cáo nằm trong khoảng từ 1,3 tới 1,7 tỷ USD. Báo cáo công khai tài chính cũng cung cấp thông tin chi tiết về các khoản quản tặng trị giá hơn 40.000 USD mà ông Trung đã nhận trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ, bao gồm quà tặng miễn phí từ giám đốc điều hành của Boeing, Apple và Ford. Đến với tình hình diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị. Sau bao ngày mong đợi, chứng khoán châu Á lập đỉnh theo Mỹ. Thị trường châu Á đi lên khi nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền Biden thực hiện gói kích thích khổng lồ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ Covid-19. Chỉ số MSCI châu Á, Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, phiên hôm nay lập kỷ lục mới với mức tăng hiện tại 0,95%, hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á khác cũng đi lên. Chứng khoán châu Âu được kỳ vọng tiếp nối xu hướng này khi mở cửa chiều nay. Hiện tại, chỉ số tương lai của Eurostoxx 50 theo dõi toàn khu vực, FTSE Anh và DAX Đức đều đang tăng. Đồng đô la hôm nay giảm nhẹ so với yên và euro. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm so với hôm qua. Giá vàng thế giới tăng vọt nhờ kỳ vọng vào Biden. Mỗi ounce tăng hơn 30 USD do nhà đầu tư hy vọng Tổng thống Mỹ Biden sẽ tăng kích thích để hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch. Chốt phiên giao dịch 20 tháng 1, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 2% lên 1.872 USD một ounce. Sáng nay, giá hiện giảm nhẹ về 1.868 USD.
Huy Lee, nhà kinh tế học tại OCBC Bank, cho rằng vàng có thể chạm 2.000 USD vào giữa quý 2 nếu số người được tiêm vaccine đủ nhiều. Lượng lớn tiền được bơm vào hệ thống và nhu cầu gần như quay lại bình thường. Khi đó, mọi người sẽ bắt đầu thấy rủi ro lạm phát đã rất gần, Huy Lee cho biết. Thưa quý vị, OTalk bản tin kinh tế tổng hợp ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị khán giả sẽ có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.